Và chiếc màn này nhỏ quý vị, đây thì chúng tôi vừa hoàn thiện lên một chiếc bàn thờ gỗ mít, bàn thờ mẫu như ý, chuyện tàu lá dắt bằng chất liệu gỗ mít. Thì chiếc bàn thờ này cũng làm theo đơn hàng của anh Quân tại Hữu Lũng, Lạng Sơn. Này thì tôi làm xong cũng như hoàn thiện rồi, trước khi bàn giao khách hàng tôi quay clip làm kỷ niệm cũng như là giới thiệu đến mọi người. Chiếc bàn thờ này thì là có kích thước là bề ngang là 1m97, cao là 1m07 và sâu là bề sâu là 1m07 và cao là 1m17 vị nhá. Phần dạ chúng tôi phần đục chạm van này chúng tôi đục mẫu là mẫu chuyện tàu lá dắt ngũ phúc mẫu rơi, chính giữa là có rơi ngậm chữ thọ này, đây có hai chú rơi nữa, năm chú rơi thì gọi là mẫu ngũ phúc chuyện tàu lá dắt. Những ngoài ra kết hợp những cái đường nét hoa văn khác như là rồng hóa hay rồng trầu cuốn thư được cách điệu hóa thân cây mai. Bên trên này thì có hình tượng nghê này, cũng như những cái hoa văn là rất là sắc sảo, rất là đẹp, kết hợp với nền gấm. Toàn bộ sản phẩm chúng tôi là làm bằng từ chất liệu là 100% chất liệu gỗ mít ta. Đây hình ảnh là tổng thể của chiếc án van triện gỗ mít đây quý vị, chân là chân 14, bao lan là bao lan rồng trầu, trên này là phần ván mặt. Ván mặt chúng tôi ghép 4 tấm. Thì tôi biết là gỗ mít không có gỗ to nên là chuyện ván mặt ghép là chuyện bình thường. Phần đốc ngang thì cũng hoa văn tương tự như thế, cũng là chuyện tàu. Rồi thì rồng hóa. Đây bên trên này có hoa lá tây và chữ thọ. Cái mẫu bàn thờ án gian gỗ mít này thì tôi cũng giới thiệu mọi người khá nhiều rồi, nên tôi chỉ giới thiệu qua thôi. Còn quý vị nào có nhu cầu mua sắm những bộ sản phẩm phòng thờ, những thất thờ như này thì có liên hệ trực tiếp tới cơ sở đầu gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, có thông tin địa chỉ trên màn hình đây. Số điện thoại là 0987 510 806, website là đầu gỗ Tùng Tám .com. Hiện tại đang là buổi trưa của ngày 31 tháng 7 năm 2020, và đây là chiếc bàn thờ nhí gỗ mít của anh Quân tại Hữu Lũng, Lạng Sơn. Ok, xin chào mọi người nhé, và hẹn gặp lại trong những video clip khác. Mọi người yêu mến hoặc là quan tâm đến đồ gỗ nội thất thì có thể bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên đăng tải những bộ sản phẩm mới nhất về đồ gỗ cũng như là chia sẻ những kiến thức ở trên kênh. Xin chào mọi người.